Xin chào anh em, quả này đây là quả hoa hậu luôn. Và anh em đang nâng cấp một ít công nghệ cho chiếc xe này. Thì như anh em biết rồi, những cái xe này thì nó khoảng 10 năm rồi. Thì sau khi mà sử dụng, anh em muốn có một cái hệ thống âm thanh online giải trí thì chỉ có cách là chúng ta nâng cấp một chiếc màn hình. Và chiếc xe này thì mình trang bị là chiếc màn hình OLED C2. Chúng ta sẽ bước vào trong để trải nghiệm xem nó có cái gì hay hơn. Vâng, và đây là chiếc xe Porsche anh em ạ. Độ lên trước màn hình này. Đó, vừa zin luôn và tất cả mọi thứ luôn, kể cả gài số lùi nhá. Đấy. Vẩy lái theo vô lăng luôn. Đó, 10 năm trước mà nó có vẩy lái như này thì cũng là số hiếm. Có thể mình quay ở đây nó hơi ngược sáng một tí thôi. Đó, anh em thấy chưa? Thoát ra này. Ở đây là cái phiên bản OLED C2 và zin luôn. Đấy, tất cả góc cạnh là zin hết. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thực hiện một số những cái tính năng ở trên này cho anh em xem này. Vẫn ra lệnh giọng nói này. Nghe nhạc trẻ remix. Đấy, vẫn ra luôn YouTube. Đấy, vẫn ra luôn YouTube anh em ạ. Đấy, vô lăng sử dụng zin hết luôn. Mà âm thanh chiếc xe này hay. Đấy, chúng ta có thể sử dụng được các cái hàng nút ở trên này luôn. Mute cũng sử dụng luôn này. Đó, âm thanh rất hay. Tăng tí nữa xem nào anh em nghe. Rất hay anh em ạ. Âm thanh trên chiếc xe này quyện lắm. Rất là phê. Đó, các cái khuôn dưỡng này nó sẽ là mặt dưỡng bóng zin đeo xe. Toàn bộ là bóng zin luôn. Đấy, chúng ta vẫn có thể là tiếp tục để ra lệnh giọng nói nữa để nghe nhạc khác đi. Ví dụ như là nghe nhạc Xuân remix. Đấy, ra luôn. Tăng nào. Đấy, công nghệ 10 năm trước thì chưa thể có cái này được. Mình sẽ quay lại một chút nữa cho anh em xem về cái độ sắc sảo khi mà lắp lên chiếc màn hình này. Mặt dưỡng bóng. Đó, và zin tất cả luôn. Đó, cảm giác nó rất là vừa vặn với cả chiếc xe. Rất sang trọng. Còn đây là cái chiếc CD zin nguyên bản này, cách đây 10 năm trước. Đấy, thì có các cái hàng nút. Màn hình ở đây thì không có cảm ứng đâu. Do vậy nó phải sử dụng qua những cái này. Thì đến bây giờ ấy, anh em có thể trang bị lên. Chiếc màn hình này thì đã bị sửa một vài lần rồi. Đó. Ok, ở trên này thì nói chung là về chiếc màn hình Android thì nó sẽ có cắm sim 4G. Nó sẽ vào mạng được tất cả mọi thứ. Đấy, có thể bắt wifi này, có thể cắm thẻ sim này. Đó, và cũng có thể là cắm USB để nghe nhạc. Ví dụ như là mình sẽ đọc này. Mở video. Đấy, anh thấy chưa, video ở trong USB đấy. Và anh em có thể tải thêm. Hoặc là anh em có thể sử dụng ví dụ như kết nối Bluetooth này để chúng ta nghe gọi trên điện thoại. Cũng như có thể phát nhạc từ trên điện thoại hoặc là nghe cả FM này. Đó. Âm thanh vẫn rất hay anh em ạ. Phiên bản này là OLED C2 anh em nhá. Và bên trong thì chúng ta có tải được hàng ngàn cái ứng dụng thông qua CS Play. Đó. Đây là một cái phiên bản mà có thể nói là bán chạy số 1 tại thị trường Việt Nam. Chúng ta vẫn có thể ra lệnh giọng nói để gọi bản đồ Navitel này. Dẫn đường tới bến xe Mỹ Đình. Đấy, khi mà chúng ta gọi thì bản đồ nói Navitel sẽ ra và chỉ đường cho chúng ta đi. Đó, rất là nhanh luôn. Ok. Ở đây nữa thì chúng ta sẽ có Google Map này. Bản đồ dẫn đường bằng Google Map và đặc biệt là có cái phần mềm OLED AI để giúp cho chúng ta có thể sử dụng để ra lệnh bất kỳ một cái bài hát nào, bất kỳ một cái bộ phim nào mà anh em muốn nghe. Nếu anh em nào mà đang đi chiếc Porsche Cayenne này thì có thể trang bị thay cho cái chiếc CD nguyên bản, thay cho những cái dòng màn hình nguyên bản này.
để chiếc xe trở nên đẳng cấp hơn, ngon hơn và có những cái tính năng ưu việt như vào mạng này, đặc biệt âm thanh rất hay. Đấy thì những chiếc xe lâu nay công nghệ ô tô làm khá nhiều như chiếc xe Mercedes này, những chiếc xe BMW này, hay là những chiếc xe như là Porsche thì cũng thường nâng cấp một chiếc màn hình giải trí để chúng ta có thể sử dụng những công nghệ 4G, công nghệ 5G, công nghệ thời kỳ online. Đó, anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật, và nếu có nhu cầu thì ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn.